Ok, xin chào các bạn, tên tôi là Nguyễn Thành Tiến. Tôi muốn chia sẻ với bạn một cái bài học dành cho những bạn làm về môi giới bất động sản. Và thậm chí những bạn làm về đầu tư cũng có thể học được cái bài học này. Có một bạn môi giới, bạn nói với tôi như này: anh ạ, em làm môi giới cũng lâu rồi mà cũng không kiếm được nhiều tiền. Có bạn thì nói là em làm môi giới khoảng 6 tháng rồi, em cũng không kiếm được nhiều tiền. Và em đang cân nhắc về việc là có nên nghỉ cái công việc môi giới này hay không. Tôi xin chia sẻ với bạn một cái bài học. Tức là khi bạn làm một cái công việc kinh doanh gì đó thì bạn nên tìm ra một cái lý do cho mình. Và ở đây trong trường hợp bạn làm môi giới thì câu hỏi là làm môi giới thì có cái gì hay và tại sao bạn nên theo đuổi công việc môi giới, hoặc tại sao bạn phải theo đuổi công việc môi giới này cho đến khi thành công thì mới thôi. Đầu tiên, với những trường hợp đầu tiên, trường hợp thứ nhất, với những bạn mà từ khi bạn tham gia cái lĩnh vực môi giới bất động sản này đến giờ mà bạn chưa có bán được một cái tài sản nào cả, tôi khuyến khích bạn là như này: bằng mọi giá trước khi bạn nghỉ việc, bạn phải đặt ra cho mình một cái mục tiêu. Đấy, có thể bạn cũng chán cái công việc môi giới này lắm rồi, nhưng bạn trước khi bạn nghỉ, bạn cần phải đặt ra cho mình một cái mục tiêu. Mục tiêu đó là gì? Là tôi sẽ nghỉ công việc môi giới này, nhưng trước khi nghỉ, bằng mọi giá tôi sẽ bán được một cái tài sản. Tại sao bạn cần phải đặt ra mục tiêu? Bởi vì như này, nếu bạn nghỉ và khi bạn chưa có thành quả gì, nó sẽ cho bạn một cái thói quen là bỏ cuộc. Tức là cứ gặp khó là bạn sẽ bỏ, cứ gặp khó là bạn sẽ bỏ. Vì thế mà cái mục tiêu ở đây là với những bạn khác cũng vậy, trước khi bạn định bỏ một công việc gì đó, hãy thiết lập cho mình một cái mục tiêu. Thiết lập một cái mục tiêu, hoàn thành nó, ok, bạn kết thúc nó. Bởi vì bạn cảm thấy là ở cái công việc đó về lâu về dài nó không phù hợp với mình. Nhưng tôi sẽ không chấp nhận cái thói quen bỏ cuộc. Và đó là cái lời tự bạn nhắc nhở bản thân mình. Đấy là đối tượng đầu tiên, những bạn mà chưa bán được cái bất động sản nào. Đối tượng thứ hai là những bạn mà đã làm một thời gian rồi nhưng mà cảm thấy thiếu động lực, hoặc là không có một cái định hướng, không có một cái tầm nhìn cho cái công việc kinh doanh của mình. Thì những bạn này, tôi sẽ chia sẻ với bạn tại sao bạn phải theo đuổi cái công việc môi giới, hoặc nên theo đuổi công việc kinh doanh môi giới bất động sản. Cái lý do đầu tiên, khi bạn làm môi giới bất động sản thì học được cái lĩnh vực đầu tư bất động sản mà bạn không mất đồng nào cả. Đấy. Cái đặc thù của môi giới bất động sản, công ty của tôi có những bạn, các bạn ấy kiếm được 1 năm 500 triệu, có kiếm được 1 năm 1 tỷ, có những bạn giỏi kiếm được khoảng 3 tỷ một năm tiền phí môi giới bất động sản. Nhưng xuất phát điểm của các bạn ấy là như nào? Là không có tiền, là không có đồng nào. Như vậy, có rất nhiều công việc kinh doanh, nhưng môi giới bất động sản là một cái công việc mà nó có cái lợi thế là xuất phát không phải bỏ vốn. Với nhiều ngành kinh doanh khác, khi xuất phát, bạn phải bỏ ra một khoản tiền. Và bạn gặp rủi ro, có thể bạn mất trắng 500 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ. Và đấy là một cái hoạt động rất là rủi ro. Môi giới bất động sản, ok, một xuất phát điểm không phải có tiền. Đấy. Và vẫn có thể có thu nhập cao. Thứ hai, môi giới bất động sản có một ưu điểm là gì? Là thời gian rất linh hoạt. Tôi ví dụ như này, tôi có rất là nhiều người quen, học viên là những bạn làm môi giới bất động sản, thì thời gian của các bạn ấy rất là linh hoạt. Mỗi lần mà chúng tôi gọi nhau đi uống bia này, uống cà phê này, là các bạn có thể có mặt ngay. Thế thì tại sao như vậy? Bởi vì là như này, có những công ty môi giới bất động sản họ sẽ yêu cầu bạn là khi đến làm tại công ty thì bạn phải 8 giờ sáng điểm danh, 5 giờ điểm danh vân tay. Nhưng thực tế cái khoảng thời gian giữa từ sau khi điểm danh ấy, cho đến là đến khi buổi chiều điểm danh thì các bạn đi đâu thì công ty thường cũng không kiểm soát được. Ví dụ các bạn nói các bạn đi tiếp khách hàng vân vân thì công ty không kiểm soát cái điều đó. Và gần như đó là một công việc linh hoạt về mặt thời gian. Đấy là cái lý do thứ hai là môi giới cho phép bạn linh hoạt về mặt thời gian. Cái lý do thứ ba là bạn học được về đầu tư bất động sản nhưng bạn không mất tiền. Tôi ví dụ có một bạn môi giới, bạn đi cùng với một nhà đầu tư. Nhà đầu tư này đầu tư vào một cái tài sản khoảng 10 tỷ đồng trong cái thương vụ này. Bạn môi giới này tất nhiên là kết nối. Thế thì nhưng không may là cái tài sản này nó phát sinh những một cái rủi ro về mặt pháp lý, về mặt tranh chấp, và cuối cùng nhà đầu tư này bị chôn vốn 10 tỷ ở đấy luôn. Đấy, rất là rủi ro. Gọi là cùng một bài học và hai số phận. Người môi giới cũng học được cái bài học đó và nhà đầu tư cũng học được cái bài học đó, nhưng người môi giới không hề mất đồng nào. Thế thì bạn làm môi giới, bạn học được rất là nhiều bài học của đầu tư. Một người môi giới một năm người ta làm 10, 20, 50 cái giao dịch và học được hết rất nhiều về thủ tục pháp lý, quy hoạch, rồi giấy tờ, vân vân. Nhà đầu tư đôi khi một năm bạn chỉ làm 2 hoặc 3 giao dịch, thậm chí một giao dịch, thì kinh nghiệm của bạn không thể phong phú bằng người môi giới được. Và môi giới như vậy là bạn học được đầu tư mà không mất tiền, hay nói cụ thể hơn là bạn học bằng tiền của người khác. Đấy. Một cái lý do thứ tư là mà bạn nên theo đuổi công việc môi giới bất động sản là như sau. Trong quá trình bạn làm môi giới bất động sản
đấy, thì bạn sẽ tiếp cận được với rất là nhiều người giàu, những người mà có nhiều kinh nghiệm. Không phải ngành kinh doanh nào cũng cho phép bạn gặp gỡ nhiều người giàu như vậy. Tôi ví dụ bạn có thể tiếp xúc với những người thậm chí họ có 10 cái tài sản luôn, thậm chí họ là có nhiều triệu đô la. Đấy. Thì trong cái quá trình bạn tiếp xúc với họ, bạn sẽ học được tư duy, cái thói quen, cái kỹ năng và cái phong cách làm việc của họ, và bạn sẽ học hỏi được họ rất nhiều. Đấy, thì môi giới cho phép bạn mở rộng cái mối quan hệ, và quan hệ sẽ đem lại cơ hội. Tôi ví dụ có những người họ là chủ khách sạn luôn, họ bảo là đây, anh thấy em là một người rất là nhanh nhẹn, thế thì thôi được rồi, anh sẽ cho anh thấy em trung thực, nhanh nhẹn, làm được việc, thế thì anh cho em về làm quản lý khách sạn mini này của nhà anh. Thì cứ lợi nhuận được bao nhiêu thì anh em mình 30-70 trừ hết chi phí đi, thì em được 30% của lợi nhuận. Đấy. Thì mối quan hệ nó sẽ đem lại cho bạn cái cơ hội. Đấy, một cái lý do nữa, thứ năm là bạn nên quan tâm hay là theo đuổi công việc môi giới. Như vậy tôi tóm tắt lại có 5 cái lý do bạn nên theo đuổi công việc môi giới. Một là thứ nhất là nó không có tiền, không cần phải có tiền. Thứ hai là nó là một công việc linh hoạt về thời gian. Đấy, thứ ba là bạn học được rất nhiều về đầu tư, học rất nhiều về đầu tư. Thứ tư là nó giúp cho bạn mở rộng những mối quan hệ. Đấy. Và một cái nữa, thứ năm nữa là về cái câu chuyện là những người tốt ấy, thu nhập rất là cao, rất là cao. Tôi ví dụ như này, tôi có một cái bạn học viên trước, bạn ấy về ngay khi mà bạn học của tôi, bạn chỉ có 50 triệu thôi. Và sau khi học thì cái kỹ năng mà tôi hướng dẫn, tư duy mà tôi hướng dẫn, thì bạn ấy này, bạn ấy về một cái khu vực ở đấy nó sắp chuyển thành sân bay. Thế thì chỉ trong vòng 4 năm sau gặp lại thì bây giờ bạn có 40-50 tỷ rồi. Bạn ấy vừa môi giới vừa tiến hành đầu tư luôn, và ngày xưa xuất phát điểm chỉ có 50 triệu đồng thôi. Thế thì môi giới, ngày xưa là môi giới nhưng bây giờ thì lại đại gia. Cái việc này là cái không phải ngành nào lúc nào cũng như vậy. Thì môi giới đây là một cái ưu điểm rất tốt, thu nhập rất là cao. Có những bạn thì như tôi nói, thậm chí là công ty lấy chỉ nhân viên bình thường thôi mà có thu nhập 500-1 tỷ một năm, hay là 2-3 tỷ một năm, thậm chí là mua được xe, mua được nhà. Thì tất nhiên cái thực tế là 80% môi giới là không kiếm được tiền, thì đấy mới là thực tế. Thì lý do là tại sao? Bởi vì có 3 phần tôi nói là 3 phần họ thường không làm tốt: tư duy, marketing và bán hàng. Thì 3 phần này họ đều yếu khiến cho họ không kiếm được tiền, và co không thể trở thành siêu cò được. Thì làm môi giới có rất là nhiều cái hay, và một số bạn mà đang làm đầu tư ấy, thì bạn cũng có thể làm thêm công việc môi giới. Thì tôi có một cái bạn học viên khác, thì bạn này chuyên mua nhà sửa bán là chính, bạn này cũng có tài sản vài chục tỷ rồi. Nhưng có hôm bạn ấy khoe với tôi là anh ạ, em mới kiếm được 50 triệu một cái thương vụ. Và tôi là, thế à, làm sao lại kiếm được 50 triệu? Bạn bảo là em đi em thấy ông hàng xóm, ông ấy có một cái nhà bán mãi không được thì em sang em bảo ok để em bán cho, thế là em làm marketing, em tiếp khách và em chốt cho ông ấy luôn, thế là em kiếm được em lấy được 1% được 50 triệu. Như vậy nhà đầu tư có thể làm thêm công việc môi giới, và bản thân bạn nếu đầu tư bạn cũng không thể có tiền mà bạn mua được tất cả cơ hội được. Đấy là một số cái lợi ích của cái công việc môi giới mà tôi khuyến khích bạn là nên theo đuổi, vừa học được kiến thức, vừa học được kinh nghiệm, mở rộng được mối quan hệ, và nếu bạn theo đuổi nó thu nhập có thể rất là cao. Thế tôi chúc bạn là có những cái thành công, là những cái may mắn của mình, và gặp gỡ được những mối quan hệ chất lượng.